Ước mơ về một căn nhà kiên cố đã trở thành hiện thực đối với gia đình anh Giàng A Giả ở xã Trung Lý. Cuộc sống khó khăn khiến gia đình anh không dám nghĩ tới việc xây một căn nhà vững chắc để ở. Khi được hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết, anh rất vui mừng. Sau 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với diện tích 69m², tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Tôi rất cảm ơn mấy lại nhà nước đã cho tặng một cái nhà cho vợ chồng tôi. Bây giờ có nhà mới thì sẽ cố gắng sau này thoát nghèo với lại nuôi con để khôn lớn. Để việc xây nhà đại đoàn kết đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Lát đã chỉ đạo các xã thẩm định hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo, lập danh sách để hỗ trợ đúng đối tượng. Với quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chưa đầy 5 tháng, 100 hộ đã được hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết. Những căn nhà được xây dựng tuy không to lớn, cầu kỳ, nhưng đảm bảo tiêu chí kiên cố, giúp bà con an cư, phấn khởi lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chúng tôi nhận thức rằng đây là một cái tình cảm rất là đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc miền núi. Sau khi hoàn thành các căn nhà này sẽ góp phần làm cho nhân dân, bà con để yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Với những hộ nghèo khó khăn về nhà ở, khi được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui như được nhân đôi bởi có được căn nhà vững chắc là ước mơ cả đời của họ. Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hảo tâm, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, nhiều ước mơ đã trở thành hiện thực.